Kiếp trước nàng đã được gả cho người trong lòng, ngày nàng mất bạn đời ngồi khóc đến đau lòng, đôi mắt từ từ nhắm lại, hồn phách vẫn còn lưu luyến. Lại nghe thấy hận ý bị che giấu 50 năm của chồng. Hận cha nàng dùng tiền đồ quan lộ ép ông ta lập lời thề một đời một kiếp một đôi người, hại ông ta không thể cưới người trong lòng vào cửa. Hận của hồi môn của nàng quá nhiều, khiến trên dưới Đỗ gia đều phải nhìn sắc mặt nàng mà sống. Cả Đỗ gia lớn như vậy lại không có một ai khiến ông ta có thể bộc bạch nỗi lòng. Hận nhất vẫn là nàng sống quá lâu, chiếm vị trí chính thê 50 năm, hưởng hết vinh hoa phú quý, người trong lòng ông ta lại gả cho người khác, sau khi chết thì bị cuốn chiếu rơm ném ra nơi hoang dã mặc cho chó hoang gặm cắn. Sau khi Sơ Đồng chết đi, linh hồn vẫn đi theo Đỗ Tư Lượng. Nghe thấy ông ta giả vờ giả vịt khóc mất một chặp, sau đó thuận lý thành trương mà chiếm hết toàn bộ tiền tài gia sản mình để lại. Sau đó lộ ra nguyên hình, không chỉ không cho bài vị của nàng được vào nhà thờ Đỗ gia, thậm chí còn tìm người chuyển ngôi mộ hoang ở ngoài thành vào khu mộ tổ tiên. Còn lưu vào gia phả với danh nghĩa là chính thê, ông ta nói với các con của Sơ Đồng, chờ đến lúc ông ta chết đi sẽ đồng táng với tân nương. Lúc đó nàng mới biết rằng Đỗ Tư Lượng đã giấu đi cho cốt của mình, không cho nàng được xuống đất yên nghỉ, chính là vì muốn uy hiếp các con của nàng vào lúc này. Nhìn thấy các con mình phải chịu nhục, nỗi hận bùng lên trong lòng Sơ Đồng, làn gió đêm đánh đổ ngọn đèn dầu, nàng nhìn Đỗ Tư Lượng giãy giụa trong biển lửa mà trong lòng thống khoái vô cùng. Lúc này, bên tai truyền đến hét gọi như xa như gần. Sơ Đồng theo bản năng quay người lại, cảnh tượng trong mắt dần lùi lại, chớp mắt Sơ Đồng không còn ở trong đám cháy kia nữa, mà lại đứng sau tấm bình phong vào ngày Đỗ gia đến nhà cầu thân. Còn chưa kịp nghĩ kỹ, thì Hồng Nương đứng ngoài sảnh đã nói rất nhiều, đang chờ mẫu thân nàng lên tiếng, cánh tay bên trong lớp áo không kìm được mà run rẩy. Đầu ngón tay ghim chặt vào lòng bàn tay, nàng ép mình phải bình tĩnh lại, nếu như đã được làm lại lần nữa, thì nàng cũng muốn xem nếu không có mình, thì một đứa con vợ lẽ của Thượng Thư Hữu Thừa, rốt cuộc có thể có tiền đồ sáng lạn đến mức nào. Nàng bước từ phía sau bình phong ra, bày ra tư thái của tiểu thư nhà thế gia, bái lễ một cách quý phái trước mặt mọi người, rồi lên tiếng trước mặt tất cả, con và hắn chỉ là giao tình qua một cái gật đầu mà thôi. Người hắn yêu chính là Tây Thi Bánh Bao ở Thành Đông. Lời này vừa thốt ra, sảnh trước vừa nãy còn rôm rả náo nhiệt lập tức im bặt. Đỗ Tư Lượng vừa nãy còn đứng bên cạnh Đỗ phu nhân không nói lời nào, lúc này đã đứng lên phản bác lại nàng, Sơ Đồng, nàng nói linh tinh gì vậy? Nàng nhìn sang Đỗ Tư Lượng đang trắng bệch cả mặt, Đỗ nhị công tử xin hãy cẩn thận lời nói, hai ta còn chưa quen thuộc đến mức có thể gọi tên đâu. Hơn nữa, không lẽ là ta nói sai rồi sao? Tây Thi Bánh Bao ở Thành Đông đã cầm ngọc bài của Đỗ phủ đi rêu rao khắp nơi, mình và công tử nhà Thượng Thư tình đầu ý hợp, sắp gả vào Cao Môn Đại Hộ làm thiếu phu nhân rồi. Sơ Đồng nhìn sang cửa bên, Minh Nguyệt đã rời đi rồi, chắc hẳn rằng không bao lâu nữa chuyện hỉ của Đỗ nhị công tử và Tây Thi Bánh Bao sẽ được lan khắp thành. Tiếp trước sau khi chết nàng mới biết, năm đó Đỗ Tư Lượng đã dỗ dành Sở Hân Nhi để nàng ta cam tâm tình nguyện chờ gả vào Đỗ gia, sau đó lại từ bỏ Sở Hân Nhi vì tiền đồ được cha nàng hứa hẹn. Sở Hân Nhi chỉ có thể gả cho người khác, rõ ràng là tự hắn ta tham lam không biết đủ, mà cuối cùng lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng, hại nàng chết rồi cũng không được yên lòng. Nếu đã như thế thì kiếp này nàng sẽ bày ra mọi thứ trước mặt hắn, để cho mọi người nhìn xem rốt cuộc là ai đáng hận. Nàng nhìn sang Đỗ phu nhân mỉm cười chúc mừng, chắc là Đỗ phu nhân vẫn chưa biết chuyện vui này nhỉ. Ta nghe nói Sở Hân Nhi kia xinh đẹp như đóa phù dung. Sơ Đồng một lần nữa chúc mừng Đỗ phu nhân cưới được dâu hiền. Sắc mặt Đỗ Tư Lượng xanh lè chừng Sơ Đồng, vừa mở miệng đã chỉ trích, Sơ Đồng, một danh môn tiểu thư như cô, từ lúc nào lại mọc cái lưỡi dài như mấy bà hàng cá như thế, còn đem ra nói ngay giữa đại sảnh, rõ ràng là cô với ta. Ụp một tiếng, chiếc quạt trên tay mẫu thâu rơi xuống, gây ra tiếng động cắt ngang Đỗ Tư Lượng. Đỗ Tư Lượng nhận ra mình lỡ lời liền im bặt, nhưng ánh mắt đầy chỉ trích vẫn rơi xuống người Sơ Đồng. Sơ Đồng tỏ ra không có cảm xúc gì, còn Đỗ phu nhân thì giống như tỉnh mộng, vội vàng cười lên hòa giải, Sơ Đồng nói đúng, đúng là ta vẫn chưa hay chuyện này. À, nhìn sang Đỗ Tư Lượng, trong mắt toàn là vẻ vui mừng khi người gặp nạn. Di nương của Tư Lượng chắc cũng chỉ nghe nói là tiểu thư xinh đẹp ưu tú nhất kinh thành, bèn cho rằng chính là Phương tiểu thư, hại ta mạo muộn chạy đến phủ cầu thân, làm phiền đến phu nhân tiểu thư, thực sự là có lỗi. Ngoài miệng Đỗ phu nhân thì nói xin lỗi, nhưng vẻ vui mừng trên mặt lại không che giấu được. Bà vốn đang lo lắng nếu như Đỗ Tư Lượng thành công, thân phận con rể của Tả thừa tướng sẽ đe dọa đến tiền đồ của con trai bà sau này. Không ngờ là Sơ Đồng không những vạch mặt Đỗ Tư Lượng không nể nang gì, mà còn lôi ra chuyện riêng tư của hắn và người khác. Phen này thì hay rồi, đừng có nói đến nhà Tể tướng, sau này e là không còn tiểu như nhà ai muốn gả cho hắn nữa. Lời trong ý ngoài của Đỗ phu nhân đều chỉ ra chuyện này là tại mẹ con nhà Đỗ Tư Lượng. Sắc mặt Đỗ Tư Lượng lại càng khó coi hơn, hắn hành lễ với mẹ của Sơ Đồng đang ngồi im lặng, sau đó rút túi thơm bên hông ra đưa lên trước mặt nói, tại hạ hoàn toàn không quen biết Sở Hân Nhi nào cả, tình ý với Phương tiểu thư lấy túi thơm này làm chứng, mong phu nhân minh xét. Mẫu thân nhìn chiếc túi thơm rõ ràng là của Sơ Đồng kia rồi hỏi, con làm à? Sơ Đồng cũng gật đầu, sau đó bày ra một vẻ xấu hổ, túi thơm này đúng là do con làm, nhưng rõ ràng là ngươi đã lấy cây quạt để đổi lấy nó trong yến hội ở Hoài Vương phủ rồi, nay lại dùng nó để làm nhục sự trong trắng của ta. Sớm biết ngươi có ý này thì ta thà đổi cho người khác cũng không đổi cho ngươi. Nói rồi còn sai người vào phòng lấy quạt ra rồi ném xuống đất, bày ra một vẻ cô nương ngây thơ hoàn hảo, khăng khăng là lúc đó mình không biết ý của hắn. Mấy yến hội ở trong kinh thành này vốn đã lưu hành kiểu do cái gì cũng có,
Vừa khéo trong yến hội ở Hoài Vương phủ tháng trước, các tiểu thư thi nữ hồng, người làm xong trước tiên thực sự là vô cùng vui, trong lòng lại ôm tâm tư thiếu nữ, thế là liền vội vội vàng vàng trao ra một cái bình thường, còn sau lưng lại lén lút trao cái tốt nhất cho Đỗ Tư Lượng. Các công tử thì so tài thi văn, Đỗ Tư Lượng bèn tiện tay tặng chiếc quạt đề thơ không đoạt giải cho nàng, ngoài miệng cũng học theo nàng nói chiếc này là đặc biệt dành cho nàng. Nay nhìn lại chỉ cảm thấy bài thơ đó việc không bằng con chó, đúng là phí mất túi thơm của nàng. Đỗ Tư Lượng tức giận mắng nàng nói bậy, mẫu thân nhìn cây quạt dưới đất rồi nói với Sơ Đồng, con đó ngày thường dặn con cẩn thận hành động lời nói, con thì hay rồi, thứ gì cũng trao cũng nhận cả, sớm muộn cũng bị mấy thứ không biết tốt xấu bám vào thôi. Nói xong lại quay đầu nhìn sang người nhà Đỗ gia nói, đúng là ngại quá, con gái ở trong nhà quen vô pháp vô thiên với phụ thân và huynh trưởng, lễ nghĩa quan trọng như vậy cũng không nhớ, hại Đỗ nhị công tử hiểu nhầm, chờ lão gia về rồi chúng ta sẽ trách phạt nó cẩn thận. Còn những chuyện khác, Đỗ phu nhân hiểu ý. Mặc kệ sắc mặt của Đỗ Tư Lượng, cười cười đáp hai câu rồi dẫn người ra về. Lúc bọn họ đi ra khỏi cửa phủ, Sơ Đồng cầm cây quạt dưới đất lên đuổi theo. Ở trước cửa phủ đông người qua lại, nàng nhìn Đỗ Tư Lượng với vẻ vui mừng, ném cây quạt vào thẳng mặt hắn, một cây quạt rách mà đòi ta thành thân với ngươi, ngươi cũng không chịu nhìn lại bản thân. Giọng nàng cũng đủ lớn, người qua đường này lập tức liền bàn tán xôn xao. Mẫu thân nàng thì nhịn cười nói lời bồi tội, tại dặn thầy thuốc của phủ vào xem bệnh rồi mới đóng cổng lại. Đóng cổng lại rồi, Sơ Đồng liền vùi đầu vào lòng mẫu thân. Kiếp trước mẫu thân tiễn nàng xuất giá, cho nàng toàn bộ số hồi môn ngày trước của mẫu thân, còn nhét thêm gấp 3 lần. Con y chia cho nàng một nửa điền sản đứng tên bà, người mẹ luôn giữ mặt mũi trước mặt người ngoài, vào ngày gả nàng đi đã khóc đến không thành tiếng. 6 năm sau đó, nàng sinh 4 đứa con cho Đỗ Tư Lượng, mỗi lần sinh con, mẫu thân đều bắt Đỗ Tư Lượng hứa rằng đó là đứa con cuối cùng. Cho đến lúc sinh đứa con thứ tư, Sơ Đồng còn thiếu chút không chống đỡ nổi. Lúc nàng hôn mê, mẫu thân đã mang theo cả bài tử tiến cung, quỳ xuống cầu xin thái hậu ban viên thuốc tiệt tự, tay cầm kiếm tận mắt nhìn Đỗ Tư Lượng uống nó. Sau đó, bà lại vào chùa cầu phúc thay nàng. Cho đến 8 tháng sau nàng tỉnh lại, lúc bà chạy tới gặp nàng, máu tóc đã bạc trắng. Chuyện viên thuốc tiệt tự là kiếp trước sau khi chết, Đỗ Tư Lượng mới ngồi nói với cho cốt của nàng. Hắn nói rằng hắn và Sơ Đồng từng nói sẽ sinh 8 đứa con, nhưng nàng ta chết rồi, đổi lại thành nàng phải sinh. Sau khi phụ thân từ quan hồi hương, mẫu thân viết cho Sơ Đồng rất nhiều thư, đã nhiều lần nàng ngỏ ý muốn về lĩnh nam thăm mẹ. Đỗ Tư Lượng lại nói hiện giờ nàng đã là chủ mẫu của Đỗ gia, Đỗ gia không thể thiếu nàng, cho đến khi con trai cưới được con dâu có thể lo liệu chu toàn thì mẫu thân đã qua đời rất nhiều năm rồi. Mà lần cuối nàng được gặp mẹ chính là trên chuyến xe ngựa đưa bà rời kinh. Bà với mái tóc bạc và đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ nói, sau này mẫu thân không ở bên nữa, đồng nhi của ta phải làm sao đây? Nay mọi thứ đã quay ngược trở lại, tóc bà vẫn còn đen, vòng ôm vẫn ấm áp như xưa. Bà dịu dàng ôm Sơ Đồng, bàn tay vỗ nhẹ vai nàng, mặc cho nước mắt nàng thấm ướt y sam, nói ra lời giống như kiếp trước, lớn như vậy rồi còn ôm nương khóc đến chảy nước mũi. Sau nương không ở bên nữa, đồng nhi của ta phải làm sao đây? Nàng muốn nói sau này nương không còn nữa, con gái cũng học được cách đứng vững rồi, cũng bắt đầu ưu tư vì các con mình. Nàng nhớ rõ dáng vẻ cùng những lời dạy của mẹ, cũng trở thành một chủ mẫu rất lợi hại, nhưng càng muốn nói về những vất vả, thấy người nhà nàng không còn ở kinh thành, nàng cũng bị làm khó rất nhiều. Nói là nàng đã giúp phu quân giành được vị trí đương gia của Đỗ gia, đến lúc lâm chung mới phát hiện ra mình đã nhìn nhầm người. Sau khi chết linh hồn cũng không được yên, mẫu thân con bị lừa cả một đời, lúc chết còn mong vào kiếp sau. Chuyện trước cửa phương phủ rất nhanh đã loan ra khắp nơi, trên dưới kinh thành đều biết chuyện Đỗ nhị công tử dùng một cái quạt để cầu thân đích nữ nhà Tả thừa tướng, kết quả bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc sau lại có người nói Đỗ nhị công tử có tư tình với Tây Thi Bánh Bao ở thành Đông, cho luôn cả ngọc bài nhà mình, nay lại mặt dày đến cầu thân, là món ăn gia đình cũng đòi, mà sơn hào hải vị cũng muốn. Người nhà Đỗ ra về nhà liền đóng cửa, buổi tối cả đèn lồng trước cửa cũng không thèm treo, cả phủ cũng yên tĩnh như không có ai ở. Thị vệ được phái ra ngoài đưa tin về, Đỗ Tư Lượng đến đêm liền thay đồ của gia nhân chui từ lỗ chó ra gặp Sở Hân Nhi. Sở Hân Nhi thề rằng mình chưa từng kể chuyện quan hệ giữa họ ra cho bất kỳ ai, nhưng chuyện của hai người giờ ai cũng biết, hơn nữa là Sở Hân Nhi cũng có ngọc bài của Đỗ phủ thật, cả ngày treo bên hông ra ngoài bán hàng, trước đây người nhìn thấy còn không biết, nay bị người của Sơ Đồng đồn ra, rất nhanh cả kinh thành này sẽ biết ngọc bài của Đỗ phủ trông như thế nào rồi. Đỗ Tư Lượng vô cùng tức giận, hắn ta hoàn toàn không tin lời Sở Hân Nhi. Đầu tiên hai người cãi nhau, sau đó cãi nhau chửi nhau rồi lại lăn lộn với nhau, đáng thương cho thị vệ nhà Sơ Đồng phải đứng nghe giữa đêm lạnh. Kết quả là hôm sau Thanh Phong vừa báo cáo xong thì người hầu đã chạy vào đưa nàng bức thư của Đỗ Tư Lượng, muốn xin nàng cho hắn thời gian để tra ra người đã tung ra lời đồn, hắn sẽ tìm lại sự trong sạch rồi quay lại nhà nàng cầu thân. Minh Nguyệt vừa đọc xong thì Thanh Phong đã cười nhạo, y và Minh Nguyệt từ nhỏ đã ở bên nàng, buồn vui cùng nàng, luôn nói được những lời mà tiểu thư như nàng không được nói, ngay cả những cô nương tiểu quan lấy lòng khác trong ngõ cũng không dám nói vậy. Đỗ nhị công tử đây đúng là mặt dày, Sơ Đồng sai Minh Nguyệt đem hết thư và đồ trước đây Đỗ Tư Lượng mang tới đi đốt hết đi. Sau đó phân phó cho Thanh Phong mang những người giúp loan tin ra trang viên ở ngoài thành sống một thời gian, không có lệnh của nàng thì không được về. Mấy ngày sau đó, Đỗ Tư Lượng không tra ra được manh mối, lại không dám đến tìm Sở Hân Nhi thỏa mãn như mọi lần, sầu đến miệng nổi nhọt. Sơ Đồng biết rõ hắn đang sầu vì cái gì, nhưng kiếp này không còn nàng trợ lực, nàng muốn nhìn xem hắn có cách gì.
đích trưởng tử của Đỗ gia Đỗ Tư Văn 2 năm trước đỗ bảng nhãn trong kỳ thi đình, được thánh thượng coi trọng, vừa đỗ đạt đã được cha nàng mang theo xuống Giang Nam tra thuế muối. Chẳng qua là Đỗ Tư Lượng đang sợ Đỗ Tư Văn mang công trạng quay về, khiến cuộc sống của mẹ con hắn trong Đỗ gia ngày càng khó khăn. Cho nên Đỗ Tư Lượng không ngừng tấn công, muốn mượn ngọn gió lớn phương gia để bay khỏi bức tường cao Đỗ gia. Phải nói là hắn có một lớp da rất đẹp, dùng thời gian 1 năm để quan sát sơ đồng, lại dùng nửa năm để xây dựng thanh danh nửa thật nửa giả trong các thiếu gia tiểu thư. Cuối cùng tiếp cận được với sơ đồng, phô bày ra những mặt tốt nhất, từng bước lừa nàng vào chồng. Đáng tiếc là sắp đạt được mục đích, thì nàng lại bất ngờ vạch mặt hắn, đánh cho hắn trở tay không kịp. Nàng nhớ là án thuế muối đã kết thúc, nay cha nàng cũng đang trên đường hồi kinh. Đỗ Tư Văn ở Giang Nam cũng đã giúp cha nàng không ít việc. Nàng quyết định sẽ tặng y một phần đại lễ, giúp y thuận lợi kế thừa Đỗ gia. Gần đây ở khu thành Đông vô cùng náo nhiệt, tây thì bánh bao dây dưa không dứt với Đỗ nhị công tử. Ra ngoài lại bị phú thương Lưu Viên Ngoại nhìn trúng, muốn nạp nàng ta làm thiếp. Sở Hân Nhi không dám từ chối quá gay gắt, dù sao thì nơi ở lẫn sạp hàng của nàng ta đều là thuê của gã. Nàng ta chỉ có thể lén viết thư cầu cứu Đỗ Tư Lượng. Đỗ nhị công tử lúc đầu cũng không thèm nhìn lấy một cái, hắn còn không có thời gian tra chuyện tin đồn kia. Sau đó vẫn là di nương của hắn đề nghị nhân cơ hội này lấy ngọc bài về. Mấy ngày trước sơ đồng sai Minh Nguyệt chuẩn bị một cỗ xe ngựa ở con hẻm đối diện nhà Sở Hân Nhi, chính là vì muốn chờ vở kịch ngày hôm nay. Nhìn Đỗ Tư Lượng cải trang thành người hầu bị Sở Hân Nhi nóng lòng kéo vào trong phòng, Thanh Phong lại bị nghe đánh vần cả nửa tiếng. Lúc về nhà thì mặt đầy ý cười, như người dự đoán Sở Hân Nhi đúng là đã dùng thôi tình hương. Hai người chưa cãi nhau được bao lâu đã lao vào nhau, bây giờ đang ôm nhau thủ thỉ rồi. Tiểu thư có ra tay không? Nàng lắc đầu, gấp gáp cái gì, chờ đến lúc họ nồng nhiệt nhất vở kịch này mới hay được. Nửa tiếng sau, một tiếng hét cháy rồi xé rách màn đêm yên tĩnh ở thành Đông. Người đánh canh gọi cả con hẻm dày, đàn ông đều lần lượt chạy ra dập lửa. Có người nhận ra chính là nhà của Sở Hân Nhi, mấy chàng trai độc thân lại càng ra sức dập lửa hơn. Lửa cháy nhỏ bớt, liền thấy hai bóng người y trang lộn xộn chạy ra ngoài. Ngay lập tức, những người đang hỗ trợ dập lửa đều dừng tay lại, kinh hãi nhìn hai người lộ ra da trần, mặt mày bẩn thỉu. Ngay sau đó, tiếng hét của Sở Hân Nhi vang lên, phía xa vang lên tiếng vó ngựa, chính là người Đỗ gia nửa đêm phát hiện ra nhà bị mất một thiếu gia. Xe ngựa đỗ trong bóng tối, Sơ Đồng xoa cằm cười nói, người cũng đủ rồi, bối cảnh cũng bay ra cả, giờ xem tình tiết phát triển thế nào thôi. Nàng nhìn về phía Đỗ phu nhân vừa ra khỏi xe ngựa, lúc nhìn thấy hai người đang chưa kịp lấy lại hồn phách, phản ứng đầu tiên chính là quan tâm, xông lên muốn xem con vợ lẽ có bị thương không. Đỗ Tư Lượng ôm chặt lấy chăn mới không khiến bản thân khó coi hơn. Đỗ đại nhân vừa kinh hãi vừa tức giận nhìn mọi thứ trước mặt, nhảy xuống xe ngựa bước nhanh lên phía trước, đặt thẳng một cước vào người Đỗ Tư Lượng. Đỗ Tư Lượng không kịp phòng bị mà ngã nhào, Sở Hân Nhi cùng hắn quấn một cái chăn cũng bị ngã theo, lại càng thêm khó coi. Xóm giềng vây quay bàn tán xôn xao, mấy nam tử hiếu kỳ không kìm được mà cố nhìn qua kẽ hở của chăn. Đỗ đại nhân không giữ được bình tĩnh, chỉ mặt hai người lắp bắp, các ngươi cả nửa ngày cũng không nói thành câu. Cuối cùng sai người hầu khiêng cả hai lên xe, còn mình và Đỗ phu nhân thì lại ngồi bên ngoài. Người nhà Đỗ gia cứ thế đi mất, chờ đến lúc dập lửa gần xong, Thanh Phong mới cho xe ngựa về phương phủ. Ngay đêm đó, Thanh Phong cũng cho thiêu hủy xe ngựa. Lúc Minh Nguyệt hầu hạ Sơ Đồng đi ngủ mới hỏi, tiểu thư đã vui hơn chút nào chưa? Sơ Đồng nhìn gương mặt thanh tú của Minh Nguyệt, nhớ lại năm thứ 10 cô cùng nàng gả vào Đỗ gia, nàng liền trả lại khế bán thân cho cô, muốn tìm cho cô một mối tốt gả đi, nhưng cô vẫn chấp nhất muốn ở lại liền một mạch 50 năm. Sau khi nàng chết, Minh Nguyệt cũng là người đầu tiên nhắc nhở các con nàng Đỗ Tư Lượng là người có vấn đề, cũng là người duy nhất cố chấp muốn đưa nàng về phương gia an táng. Sau khi biết Đỗ Tư Lượng không muốn đồng táng cùng nàng, nhưng Đỗ Tư Lượng lúc đó đã nắm lấy toàn quyền, chỉ cần động tay là đã có thể khiến Minh Nguyệt chết không rõ ràng, vứt xác ra loạn táng cảng không ai nhận. Mà Thanh Phong thì nhiều năm trước đã được huynh trưởng của nàng nhìn chúng cho vào quân doanh, lúc nàng chết y cũng đã là một vị tướng tam phẩm, cùng huynh trưởng nàng canh giữ biên quan mãi không về kinh. Vui chứ? Nàng vỗ bàn tay Minh Nguyệt, nhỏ giọng nói, có em ở đây ta lúc nào cũng vui. Minh Nguyệt cười đôi mày cong cong, ép tay nàng vào lại trong chăn. Minh Nguyệt sẽ luôn ở bên tiểu thư mà, tiểu thư cũng phải luôn luôn vui vẻ đó. Chưa chờ đến khi trời sáng, chuyện tây thì bánh bao và Đỗ nhị công tử hẹn hò ban đêm, đánh đổ cây nến làm cháy nhà đã loan ra khắp thành. Dáng vẻ hai người y phục không chỉnh tề bị Đỗ gia khiêng đi, lại còn được vẽ vào trong sách tranh cho mọi người thưởng thức. Ngôn quan soạn chiết tử cả đêm để dâng lên, buổi tảo chiều Đỗ đại nhân cũng bị trách mắng không biết dạy con, phạt 3 tháng bổng lộc cũng nửa tháng cấm túc. Đoạn thời gian đó, Đỗ gia ngay cả mời đại phu cũng phải đi từ cửa nách, cửa lớn khóa kín, đèn lồng ngoài cửa cũng không treo nữa. Chưa đến nửa tháng sau, đoàn người điều tra thuế muối đã quay lại, hành trang mang về ngoài những tham quan bị áp giải, còn có vàng bạc ngân phiếu bổ sung vào quốc khố được bổ sung, thánh thượng mừng vui. Thanh Phong nói Đỗ đại nhân đã được gỡ cấm túc, cửa lớn Đỗ gia lại được mở ra, mở tiệc lớn đón đích trưởng tử về nhà. Về đến nhà, trước cả cha của Sơ Đồng chính là ban thưởng không ngừng của thánh thượng. Thị vệ nói những thứ này đều là cha đã chọn sẵn từ trên đường về, đều là thứ mà Sơ Đồng và mẫu thân thích. Thánh thượng vừa hỏi cha nàng muốn thưởng gì, cha nàng liền đọc vanh vách. Rất nhanh sau đó, cha nàng đã về đến nhà, câu nói đầu tiên chính là hỏi, phu nhân, Sơ Đồng, quả có vừa ý không? Mẫu thân trách ông lỗ mãng, ban thưởng của thánh thượng mà còn kén chọn. Cha nàng cười lớn ôm lấy vai mẫu thân, vừa đi vào nhà vừa nói,
cơ hội khó gặp, phu nhân không biết đó thôi. Tư khố của mấy kẻ kia cứ như là hang kho báu ấy. Sơ đồng, mau vào nào, cha kể con nghe mấy chuyện ở Giang Nam. Nàng nhìn người cha mấy chục năm chưa gặp lại, cố nén nước mắt mà đi theo sau. Đêm đến, cha gọi nàng vào thư phòng. Trên đường từ trong cung về nhà, ông đã nghe lão Bộc kể lại mấy chuyện gần đây. Tất nhiên cũng biết chuyện giữa Đỗ Tư Lượng và Sở Hân Nhi. Ông bày một bức thư ra trước mặt nàng. Đây là của đích trưởng tử Đỗ gia đưa cho cha. Lúc y ở Giang Nam cũng ra sức không ít. Cha nhìn ra được là người có thể gánh vác. Trước khi quay về, cha vốn định để con và y làm quen. Nhưng nhìn tình hình nhà bên đấy, cha lại không chắc nữa. Sơ Đồng, con nghĩ sao? Sơ Đồng nhìn bức thư trước mặt, trên giấy là nét nữ cứng cáp. Thân gửi Phương Sơ Đồng. Kiếp trước, Đỗ Tư Văn mặc kệ chuyện ở hậu trạch, tại vì chuyện công mà không thường về nhà, cho nên cũng không giao lưu nhiều với nàng. Đường quan lộ của Đỗ Tư Lượng lúc đó cũng hanh thông. Đỗ Tư Văn thân là đích trưởng tử, tựa hồ như là cũng trời sinh ra đối lập với Đỗ Tư Lượng. Cuối cùng bị nhóm ngôn quan muốn cấu kết với Đỗ Tư Lượng hại, điều đến Tần Dương làm huyện lệnh cả đời. Từ đó Đỗ phu nhân cũng suy sụp, quyền quản gia liền rơi vào tay Sơ Đồng. Đỗ đại nhân cũng dần mất uy, đương gia của Đỗ gia cũng thuận lý thành chương mà trở thành Đỗ Tư Lượng. Nay sống lại một kiếp, Đỗ Tư Lượng không có nàng trợ giúp, cũng không có tư cách đấu với Đỗ phu nhân, nàng cũng coi như giúp Đỗ Tư Văn xử lý được một chướng ngại. Nhưng nếu muốn nàng bước vào Đỗ gia lần nữa, thì nàng không có sở thích đó. Nàng ngồi bên cạnh cha tay chống cằm, tay kia thì cầm thư lên đốt trên ngọn nến, tả bộ oán thán. Cha cũng biết là hậu trạch của Đỗ gia không yên ổn mà, còn muốn con gái lấy thân mình ra mạo hiểm sao? Có phải là chê con gái ở nhà phiền phức không? Cha cầm bức thư đã bị đốt ném vào trong chậu đồng được người hầu chuẩn bị sẵn, im lặng nhìn thư cháy hết mới lên tiếng. Nếu như con thích thì con cứ gả là được, cha sẽ trải đường sẵn cho con, Sơ Đồng sẽ không phải chịu chút khổ sở nào đâu. Ngay lập tức nước mắt trào ra. Kiếp trước, trước khi xuất giá, cha dẫn nàng ra sau vườn đào ba vò nữ nhi hồng làm của hồi môn cho nàng, nói những lời không khác gì bây giờ: con cứ yên tâm gả, ta sẽ trải đường sẵn cho con, Sơ Đồng của cha sẽ không phải chịu chút khổ sở nào đâu. Trước khi ra khỏi thư phòng, nàng hỏi cha: nếu như con nhìn nhầm người, phải chịu khổ thì sao? Cha cười nói: khổ sở gì, cũng chỉ là chút ngọt ngào cuối cùng của đối phương thôi. Nửa tháng sau, Đỗ Tư Lượng định hôn sự với Sở Hân Nhi. Đỗ Tư Văn đích thân đến Phương gia đưa thiệp mời. Y trẻ hơn nhiều so với ký ức của nàng, cũng là một bậc tuấn giật phi phàm, mắt kiếm mày ngài. Phương tiểu thư không muốn gặp ta à? Vì nhị đệ sao? Lời lẽ của hắn chắc chắn, Sơ Đồng cũng chưa kịp nghĩ ra nên đáp ra sao, thì kết quả là câu nói tiếp theo của y suýt khiến nàng xé vụn thiệp mời. Sớm biết thế thì đã giết luôn rồi, đỡ cho còn làm chậm trễ nhân duyên của ta. Luật pháp đại tễ, huynh đệ tương tàn phạt 30 trượng. Sơ Đồng tiếp lời theo bản năng: quan lộ của Đỗ đại nhân rộng mở, đừng có làm chuyện ngốc nghếch chứ. Y nhìn nàng, tựa hồ như không hiểu tại sao nàng lại có phản ứng đó. Hắn đã lừa nàng, ta còn tưởng nàng cũng muốn lấy mạng hắn. So với việc để hắn chết đi thống khoái, ta càng thích nhìn thấy hắn vắt óc bày mưu tính kế xong lại không nhận được gì, cuối cùng sống như chó kéo dài hơi tàn. Phen này lại đổi thành Đỗ Tư Văn im lặng, một lúc lâu sau mới lặng lẽ gật đầu: ta hiểu rồi. Sau đó thì quay người rời đi. Nàng không rõ là y hiểu được bao nhiêu, nhưng không bao lâu sau nàng đã nghe kể rằng hôn sự của Đỗ Tư Lượng và Sở Hân Nhi xảy ra biến số,